Chương trình này được bảo trợ bởi 5 great ways to save on a reliable new Toyota at the We Make It Easy Sales event. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào sáng thứ Bảy, thưa quý vị. Và tin kế tiếp, ở California hoặc là quý vị đi vô khu rừng hay là Thái một lần đi hiking, có bao giờ mà bị coi như là bị lost, tức là mình đi, mình không có kiếm được đường về, hoặc là trong một cái tại vì mình đi đâu mình cũng có bản đồ hết rồi, mình không có để mà bị lost như vậy được. Mà cái câu chuyện này á, đây là có thật thưa quý vị, một người đàn ông ở nước Úc là đi, anh ta đã bị lạc tức trong rừng như vậy là 2 tuần, và cái anh ta không có gì để ăn hết, chỉ có uống nước với là ăn nấm, hay là cái đập đó có rất là nhiều nấm nên mà anh ta đã ăn được. Thì người đàn ông này là 58 tuổi, như quý vị cũng thấy trong hình đó, tên là Weber, và cảnh sát cho biết là người đàn ông này là mất tích 2 tuần ở trong bụi rậm của Australia, cái thành phố đó gọi là Queensland, và đã thấy sống sót nhưng mà anh ta vẫn sói sót là do ăn nấm và uống nước mà thôi trong vòng 2 tuần đó. Và khi mà kiếm thì anh ta vẫn còn khỏe và đưa vô trong nhà thương thì không có bị sao cả. Và theo cái người đàn ông Weber này cho biết là anh ta đang đi ở trên freeway, thì cái vị freeway bị tắc nghẽn nên anh ta đã chọn một cái con đường khác để mà đi. Nhưng mà do chọn một cái con đường nó đi sai cái direction, thì đi nhìn cái direction mà sai chỉ có một một cái quyết định mà sai thôi đã cost anh ta cho tới 2 tuần bị lạc ở trong rừng. Nhưng mà rất là không may mắn, khi anh ta đi qua một cái con đường khác á, thì cái xe truck của anh ta nó bị kẹt ở vùng cái vùng đầm lầy, và trong đó có con chó nữa. Vì vậy mà anh ta không có thể mà đi ra được. Vì vậy khi mà hai người này đói quá thì ông ta dắt con chó với lại cái người đàn ông Weber này đã đi bộ, mà chăng càng lúc thì càng đi thì càng bị lạc nhiều hơn nữa và không về được. Và đây là anh ta nói đây là một cái quyết định sai lầm, mà anh ta take một cái direction khác gọi là shortcut là đi, nhưng mà không ngờ là bị lạc, cost anh ta đến 18 ngày đã bị coi như là không có nước uống, không có đồ ăn, không có lương thực và đi bộ. Nhưng mà lúc mà ở tụi anh ta đang ở cái khách sạn này, cái khách sạn gọi là Kiwi Van ở thành phố Queensland, thì họ biết là họ báo rằng anh ta đã bị lạc. Tuy nhiên khi mà bị cảnh sát đã cho 1 tuần đi tìm, đi kiếm hết mấy cái khu đó cũng không ra nào, cũng không ra luôn. Thì ngày hôm trong 2 tuần đó người ta kiếm được là anh ta ở trong một cái đập nước, mà cái đập nước đó là thuộc của một cái người chủ đang coi như là họ ô cái tức là họ sở hữu cái mảnh đất đó. Nhờ vậy mà cái người đó họ đã báo cảnh sát và báo cho người ta biết là hên vậy thôi, chứ cảnh sát đi kiếm quá trời luôn trong vòng 2 tuần mà không được. Nên hiện tại Weber là đưa vô trong nhà thương, tuy nhiên anh ta vẫn khỏe mạnh, là do ăn nấm mà cũng khỏe mạnh, mà uống nước không thôi, không bị sao cả. Dạ, rất là may mắn. Thông tin của chúng ta thấy rằng đôi lúc thì chúng ta lái xe mà đúng không? Có những cái đoạn đường mà chúng ta nghĩ là chúng ta đi tắt, nhưng mà rốt cuộc là nó lại đi đến cái ngõ cụt. Cụt đó, cuộc sống mà đâu có gì mà chúng ta biết trước được. Xe bị hư rồi nữa. Xe bị hư nữa rồi đi vô đầm lầy, giống như anh này là bị xe bị dính ngay cái đầm lầy đâu có di chuyển được. Nhưng mà một cái điều mà chúng ta thấy rằng rất là đáng tiếc, hiện nay thì con chó của anh vẫn chưa được tìm thấy. Đúng không? Thành ra là em thì em đang đợi những cái thông tin chị Như Huyền đưa đến là con chó, em đang suy nghĩ chó như thế nào. Nhưng mà con chó đến nay thì không kiếm được, thưa quý vị. Hy vọng rằng trong những cái bản tin sắp tới, mà nếu như mà chị Như Huyền có về cái thông tin của người đàn ông này mà kiếm được con chó, thì chị Như Huyền làm ơn báo cho em biết. Báo liền. Dạ vâng. Đây là một cái thông tin cũng rất là thú vị trong ngày buổi sáng cuối tuần ngày hôm nay, thưa quý vị. Và tiếp theo những cái thông tin mà chị Như Huyền vừa đưa đến, thì Lê Thái cũng có một cái thông tin cũng liên quan đến này một chút xíu thôi. Nhưng mà trước khi mà đưa đến cái thông tin này, thì Lê Thái cũng muốn hỏi đến quý vị, hay là hỏi chị Như Huyền, là có bao giờ mà chị Như Huyền mà gây lộn với người yêu là gì đó mà chị phải bỏ đi xuống xe đi bộ? Em nhớ hồi đó đó, thì hồi còn trẻ mà thời học sinh mà, thì cũng có bạn gái này nọ, mà khi mà thí dụ nói chuyện mà không có giận nhau là nhỏ bạn gái em nhảy xuống xe đòi đi bộ, đòi đi bộ về hạ xuống đi bộ. Có luôn à? Cũng có, đòi đi bộ về mà đi chút thôi. Dạ vâng, thì ở Việt Nam thì khi mà chúng ta lái xe gắn máy thì muốn đòi mới đi bộ được, muốn đi bộ là cho xuống đi liền à. Rồi mình đi mà
nếu như mà đàn ông mà chính cống thì chắc chắn sẽ không bao giờ đỡ cho người yêu mình đi như đó, vậy đâu. Yeah. Ừ. Tất nhiên là khi mà phụ nữ người ta lấy chút xíu, người ta nhào xuống xe là mình phải hốt lên lại liền. Yeah. Đi bộ, biết là đi bộ nhưng mà biết là sẽ rè xe, xe người, yeah, cái người biết đàn ông. Biết là phải dí theo rồi đó. Yeah. Chứ đâu có để đi bộ không được. Chứ không mà biết mà để đi luôn ghê, chắc không đâu giờ giờ dám nhảy xuống. Để đi luôn là thôi không biết, mà ai dạ, biết được, có nhỡ không biết cái ông nào mà để đi luôn mà để đi bộ chắc đi bộ có chết luôn á. Có trường hợp đó thưa quý vị, nhiều trường hợp mà khi mà người vợ hay người bạn gái là giận gì đâu, giận dỗi mà bỏ xuống xe, bước xuống cho xe thì chồng chạy đi luôn. Yeah. Có nghĩa là để cho muốn đi bộ thì cho bà đi bộ. Dạ vâng. Và thưa quý vị, tiếp theo cái thông tin mà vừa rồi mà Lê Thái mới hỏi chị Như Nguyệt thì có một cái thông tin Lê Thái gửi đến quý vị là ở nước Ý thưa quý vị. À, một người đàn ông đã đi bộ 420 km ra khỏi nhà. 420 km. Cái này là đàn ông nha. Ở trong nhà vì anh ta cãi nhau với vợ. Và cái thưa quý vị, trên cái màn hình thì Lê Thái cho quý vị coi là cái đoạn đường anh ấy đi là cái đoạn đường nào. Đây là ngay chỗ anh ở cái nước Ý thưa quý vị. Và anh ta ra khỏi nhà đi dạo và để nhằm giải tỏa đầu óc sau khi mà anh ta cãi nhau với vợ một cái trận kịch liệt. Và người đàn ông này chỉ mới có 50 tuổi thôi. Và cái tên của anh ta thì được giấu kín, thành ra Lê Thái cũng không có gửi được cái tên, không nói được cái tên cho quý vị nghe được. Và anh ta đi một mạch đến tận bờ biển và cách nhà hàng trăm cây số, có nghĩa là hàng trăm km thưa quý vị. Wow. Và vào tháng trước, một người đàn ông 48 tuổi ở thành phố Como, một thành phố nằm ở phía bắc của Milan, và được cho là đã cãi nhau nảy lửa với vợ, và anh này đã lao ra khỏi nhà và muốn đi bộ cho bớt căng thẳng, nhưng không ngờ là anh đi mãi mà cũng không xả được cái stress, cái căng thẳng trong cái đầu của mình. Và tới một tuần sau thì người đàn ông mới dừng bước khi bị xe tuần tra của cảnh sát ở khu dân cư Gimara nằm trên bờ biển Adriatic chặn lại. Và kính thưa quý vị, theo cảnh sát thì họ đang đi tuần tra trên con đường ở thành phố Gimara nhằm đảm bảo là người dân tuân thủ lệnh giới nghiêm toàn quốc do dịch bệnh COVID-19 đang gây ra. Thì cảnh sát đã phát hiện ra người đàn ông đọc bước vào lúc 2 giờ sáng, và anh và cảnh sát đã dừng xe lại và xuống và hỏi cái anh này, và hỏi anh này vài câu, và cuối cùng phải đưa anh về đồn để xác minh danh tính của anh là như thế nào, có phải là tội phạm hay không. Và sau khi tìm kiếm về thông tin thì cảnh sát đã tìm thấy người đàn ông và báo là mất tích với vợ mình. Và lúc này thì người đàn ông mới kể thật cho cảnh sát nghe về lý do anh lang thang. Và anh này đã không cần sử dụng bất kỳ cái phương tiện giao thông nào trong suốt 7 ngày đi bộ vừa qua. Và đã đi được gần 420 cây số, trung bình là 60 cây số một ngày. Một ngày thưa quý vị, và anh nói rằng là anh đang đi lang thang và không có điểm dừng và anh không lên một chiếc xe nào hết. Wow. Những ngày qua thì anh sống sót được là nhờ những cái đồ ăn thức uống của những người tốt bụng gặp anh trên đường và đưa cho anh. Và anh nói là anh cũng khỏe nhưng mà chỉ có hơi mệt chút xíu thôi tại vì đi bộ quá nhiều. Và sau khi nghe lời giải thích bất thường của người này thì cảnh sát đã quyết định thả anh đi, và sau khi gửi thông báo cho người vợ và yêu cầu người vợ phải đóng phạt là 400 euro. Tức là tương đương đúng rồi 490 Mỹ Kim vì lệnh vì vi phạm cái lệnh giới nghiêm của thành phố. Và cảnh sát còn cho biết là người cái đàn ông này ở trong một cái phòng khách sạn địa phương để ngủ qua đêm và để chờ vợ đến đón. Thì chúng ta thấy rằng đây là một cái thông tin rất là thú vị trong cái buổi sáng của tuần ngày hôm nay. Thì em quay lại cái thành phố Como này thưa quý vị. Thành phố Como này là một cái thành phố cực kỳ xinh đẹp ở nước Ý mà nó rất là nổi tiếng thưa quý vị. Yeah. Từ quan cảnh không biết là chị có đi du lịch nước Ý bao giờ chưa? Chị có vô rồi nhưng mà chưa vô cái thành phố này. Dạ vâng, cái thành phố này thì nó nằm trong cái khu của Milan thôi, nhưng mà cách rất là nó cách cả 1.000 cây số để đến để đến Como này. Và từ Como này đi đến cái thành phố mà Gimara này là chúng là phải mất từ 1.000 cho đến 1.200 km. Thì anh ở cái đoạn giữa của Como và anh đi bộ đến Gimara thì thành ra là cái đoạn đường qua là 420 cây số. Quá xa đó. Là rất là xa. Yeah. Nhưng mà khi mà quay lại cái thành phố Como này thưa quý vị, trên màn ảnh thì Lê Thái cũng cho quý vị xem rất là nhiều cái chỗ du lịch rất là nổi tiếng. Và đây là một cái thành phố nổi tiếng, là thành phố nó gần biển và nhiều du khách người ta hay đi bộ và đi dọc những cái khu này. Có rất là nhiều khu ăn uống, vui chơi cũng như là những cái hàng quán nhìn ngoài thấy đói đường. Rồi và những cái phố cổ đó chị, và rất là nhiều cái du khách thập phương, nhiều du khách ở tất cả các nơi trên thế giới khi mà đi du lịch qua Milan của nước Ý thì người ta đều đến cái thành phố này. Và nếu như mà chị Như Huyền hay là Lê Thái có dịp mà đi đến cái thành phố phải này tới thành phố chắc chắn là chúng ta phải đến thành phố này. Là một thành phố vô cùng xinh đẹp. Và quay lại trở lại bản tin thì chúng ta thấy rằng anh là một cái người đàn ông cũng khá là cứng đầu. Nếu như mà em mà đi quá cứng, em mà giận, thí dụ mà em giận người vợ không có đi lên xe gì đâu phải không?
thì mình ra khỏi nhà thôi chút xíu mình về, chứ để đi bô ba chơi hoặc là bô ba uống có. Thực sự là đi chút xíu thôi mình về, mình để cho mình bớt giận đi, mình nguôi bớt đi rồi mình quay về rồi mình từ từ mình nói chuyện. Uh-huh. Nhưng mà anh không biết là anh có bị bệnh gì hay không. Thực sự là khi mình đọc bản tin này em lại suy nghĩ lại, chắc có mental gì chắc không, có mental gì đó. Thành ra là khi mà đi liên tục 7 ngày như vậy, giận phải cũng phải nói bùng đấy chứ. Dạ vâng. Thưa quý vị, đây là một cái thông tin rất là vui mà Lê Thái và Như Huyền muốn gửi đến quý vị trong trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần. Và quý vị giữ màn hình, Lê Thái và Như Huyền sẽ quay trở lại sau phần 4 của chương trình Cà Phê Sáng.